Chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Nắng Lên Tây. Hiện tại là chiều nha mọi người. Nên trời nó đang mưa, nó hơi tối chút xíu ha, nó hơi thiếu ánh sáng chút. Mọi người thông cảm nha. Thì mình đang trên đường lên Thả Bò thì thấy có cặp chóc bạch nó bay chóc mèo nha, chóc mèo. Mình nói nhầm nha, chóc mèo đít đỏ. Có một cặp chóc mèo đỏ với lại ba con chóc mèo đít vàng. Ở mình đã gọi chóc mèo đít vàng gọi là chóc mèo chó mọi người, tại vì cái đít vàng nó không có giá trị hơn bằng cái cặp chóc mèo đít đỏ. Nên ở mình đây gọi là chóc mèo chó, nhưng mà cũng là gọi là chóc mèo nha, nhưng mà đít nó màu vàng, còn con kia là đít đỏ mé trắng đó, nó hai loại. Thì mình thấy nó bay ngang qua lại thì mình mới đặt sồi ha, mình làm cái bẫy bằng cái cây trụ điện nè, mình cũng giới thiệu cho mọi người biết rồi đó, nhìn bẫy bằng sồi ha. Thì nói chung mình mới vừa gắn sơ lại để cho mọi người xem, bay cho mọi người xem chút rồi mình mới chỉnh sửa dây nhờ lại ha, chỉnh sửa lại cho nó đẹp chút xíu nữa để cho nó dễ dính ha. Thì hiện tại nó đang đảo quay lại khu vực đây nha mọi người. Đó, đảo quay lại khu vực đây, lại khúc trên kia. Nó ngủ đoạn đây hay sao mọi người, mình thấy nó tới miếng hơn hót nhiều lắm. Nó quay nhà mình nữa ha. Lại cái đoạn phía dưới này nữa nè, đoạn phía dưới này nữa ha. Thì mình sẽ đặt cái mồi sồi, mình sẽ đặt dọc theo đây ha. Dọc theo đây dưới xuống kia thôi. Để mình kiếm bẫy bắt cái con chóc mèo nha, chóc mèo đỏ nha. Đó, mục đích của mình đó nha. Mình nhưng mà mình cũng nói luôn ha, về bẫy này là cái chỗ này là phải có nước, là phải có chim. Đó. Thứ hai nữa là bẫy này là nó không có phụ thuộc vào mồi nha mọi người, nghe mọi người đặt mồi sồi. Nhưng mà có thể là mọi người muốn dính con chóc mèo đỏ, nhưng có thể nó không dính con chóc mèo đỏ nha, có thể nó dính con chóc quạch, con hình hạch đó nha, con chim hình hạch á. Có thể dính con chim hình hạch nè. Nó ăn sồi nè, rồi dính con chóc mèo vàng, con chóc mèo chó cũng có, nó cũng ăn sồi. Những con mà động vật ăn trái cây rồi, con cưỡng đồ cũng vậy. Nhưng mà những con đó nó bay tới mà thấy nó thấy sồi ha, ăn thì nó vẫn dính nha. Những con chim ăn trái cây á vẫn dính nha. Đó, tại vì mục đích của mình là mình muốn bẫy con chim chóc mèo đỏ, nhưng mà nếu mà không dính thì nó dính những con khác thì cũng không biết được ha. Thì mình đang thả mấy con bò mình về đây nha mọi người. À, mình quay trên cái đoạn dây điện này cho mọi người xem nha. Mình dơm lại mọi người xem nè, chim ở đậu nè. Mọi người nhìn thấy sợi dây điện chim đậu chưa? Đó. Nên khi lý do tại sao mà các bạn quay, các bạn làm video mà các bạn, tất cả mọi người nha, mình nói như thế này là nghĩa là tại sao mà mình làm cái video mà bẫy bằng cây trụ điện là như vậy ha. Mục đích của mình là có lý do thôi. Ở mình là chim nó rất là nhiều. Các bạn bẫy bằng màu gì như thế nào không quan trọng, quan trọng cái chỗ mấy bạn là phải có chim nha, chứ không phải cứ đặt bẫy rồi nói mình làm chóc không có dính, mà cứ lúc nào cũng đặt bẫy rồi xèo xèo nha. Đó, tất cả những video bạn quay cho các bạn xem đúng không, cái bãi mình có chim đàng hoàng nha, chim rất là nhiều nữa, giống đàn khác, giống phải dài con đâu nha. Đó, mình quay cho mọi người xem ha, rất là khiếp luôn này, sau lưng mình luôn, mình quay mình xoay cái màn hình lại thôi. Đó, mọi người thấy chưa, thấy nó bay chưa? Ngồi mình không rõ được ha, xe nó hơi xe, mình lấy xe nét quá, xe mọi người xem chắc nhìn cũng được ha. Đó, mọi người thấy chưa, dọc cái điện alo lên nè, mọi người thấy chưa? Đó, cái nghĩa là mình quay bằng cái điện thoại á thì nó không thể nào giống như những cái mà người ta hay quay, người ta quay bằng những cái mèo giống như là cái những cái máy quay á, xịn sò thì nó quay khác, còn mình bằng cái điện thoại thôi, nên đâm ra nó không có rõ, nên mọi người thông cảm nha. Đó, thì bây giờ mình lù bò dọc xuống nha mọi người, mình không biết có dính hay chưa, nhưng mà bây giờ mình lù dọc xuống mình thăm thử nha. Thì mình thấy nó đẻo qua lại rất nhiều, bây giờ rất chiều nè, nó đẻo qua lại nữa. Thứ nhất là nó ăn xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ, nó dập những cái bụi dưới đó, mình nói luôn ha. Mình để nó bữa nó giờ rồi mình thấy rồi nha, nên mình mới đặt bẫy. Mục đích của mình là chủ yếu là bắt cái cặp mà chóc mèo đỏ ha, quay cho mọi người xem. Mình thích cái cặp đó mọi người, nó đẹp lắm, mình nó hót hay lắm nha. Mình cắt cỏ xung quanh nhà đó mà nghĩ nó hót hấp dẫn lắm, nên bây giờ mình sẽ lùa bò xuống dần dần rồi mình thăm nha. Mấy con bò mình đây, mình lùa xuống rồi mình thăm luôn. Đây mọi người coi chim nó bay nè, mọi người thấy hấp dẫn chưa? Đó, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy mê chưa? Chim nó bay đàn nghe nó. Mọi người thấy chưa? Thấy không? Mình vừa thả bò xuống mình vừa thăm ha. Đây. Mọi người nhìn thấy không?
cây dù điện về đó, nó dính dính rồi mọi người. Nhưng mà con này hình như là con quỳnh quạch mọi người ạ, hành hạch con quạch con chéo chéo quá nha, chim hành hạch. À, không phải con mình cần ha, cái con mình muốn bắt là con chóc mèo đít đỏ. Chạy quá giờ dậy luôn ha, chạy đập đầu cây trụ điện luôn. Rồi mình cỡ nó ra cả nhau mọi người, nó uống chừng à. À không có ai quay hả, nó uống chừng cái này nha mọi người xem nè, thấy chưa. Nó dậy quá dậy, nó dính sớm giờ nè. Dính dính đuôi nụ vậy, dính tới lại hết mọi người. Dính màu xe à, yeah. Siết chặt cứng luôn. Mình đặt máy quay xuống, mình đặt máy quay xuống mình gỡ cái đó nha. Đây ra mọi người cuối cùng cũng dính chim ha. Cuối cùng cũng dính được con chim ha. Mày con chim này là con chim quỳnh quạch nha mọi người. Ít vàng ha. Này giờ dậy quá trời luôn, rụng lông hết luôn mọi người. Lông rụng banh chành luôn ha. Thì ở đây là con quỳnh quạch. Thì bảy một sồi nó vẫn dính đủ thứ loại mọi người, cái tại vì con nào ăn sồi là nó dính thôi ha. Với lại cái thứ này ở đây mình nhiều lắm. Xung quanh nhà mình á, mình có quay video là tặng chim cho anh em mà. Rồi ha, những video trước nữa cái thứ này nhiều lắm nha mọi người. Thì sự nếu mà gài bẫy rất dễ dính thứ này ha, dính đầy. Nhưng mà mình không có nuôi ha mọi người, mình không có nuôi mấy cái thứ này ha. Mình không có nuôi mấy thứ này, cái này nếu mình muốn nuôi nhà mình đầy, dậy rụng lông rồi ha. Đít nó màu vàng nè mọi người. Mình xém đít vàng. Ha. Đó. Bẫy cái loại bẫy này là khi nó chúc cái đầu xuống như thế này nha mọi người là nó sẽ dậy rất là mạnh và sau đó thì nó sẽ bị mệt nha. Con chim nào mình bắt lên nó cũng muốn gục hết nha mọi người. Cái này do nó dính gần cây trụ quá ha, những con chim mà dính xe trụ chút xíu á là nó sẽ không có bị sảy lông, nó bị nó không nó dãy, nó không có đập vô trong cây trụ điện ha. Này nó dãy, nó đập vô cây trụ điện nhiều quá nên đâm re mình mẩy nó đồ dạng như bị thương mọi người ạ. Nhưng mà nó vẫn sống được nha, nghĩa là nói chung là con chim này thì thôi mình thả nha. Đó, mọi người mục đích của mình á chính vẫn là bắt cái con chim kia, cái con chim mà chóc mèo đít đỏ ha. Nhưng mà bây giờ bắt được con này thì cứ trước mắt quay cho mọi người xem, bẫy được con này thì quay con đó hơn, có nghĩa là mình mục đích của mình làm video có nghĩa là cứ thấy con chim nào dính thì bẫy nó quay cho mọi người xem thôi ha, còn không có biết được là con chim nào dính chim nào ha, tại vì nó không có cố định nha. Rồi bây giờ mình sẽ thả reo thì nó bay không nha, nó mệt mỏi không nha mọi người. Rồi ha, bay đi mất rồi ha. Thôi thì mình vẫn nói như cũ nha mọi người, mọi người xem video nhớ xem kỹ nha, nghĩa là bẫy cái cách bẫy này nghĩa là không phụ thuộc vào mồi mà phụ thuộc vào cái chỗ bẫy của mỗi bạn có chim hay là không nha. Đó. Thì các bạn muốn mình bẫy như thế nào nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới ha, mình sẽ làm về bẫy bắt cho mọi người xem ha. Thì ở mình đây chim tá lá nè, mình bẫy chim này chim nọ đủ cái loại chim hết cho mọi người xem, an tâm đi, chim mình đây không thiếu, quan trọng bẫy không biết nó dính chim gì vậy thôi nha. Đó, mọi người coi video thấy hay, thấy cái cách bẫy của mình hay thì chắn cho mình một cái đăng ký, like cho mình một cái nha, để mình cảm ơn rất nhiều nha. Thì nói chung là kêu gọi mọi người nhiều lắm mà mọi người xem, mọi người đề số xem xong rồi cái xem xong rồi re chứ không có ai đăng ký ủng hộ mình hết, buồn ghê á nha mọi người. Nhớ ủng hộ mình nha. Rồi hẹn gặp lại cho mọi người trong những video phía sau, những video mà bẫy những con chim khác nữa ha. Mình sẽ tiếp tục hành trình bẫy chim. Ở vô mùa có chim nhiều là bắt đầu mình bẫy chim nha, mình bẫy qua cho mọi người xem. Nhưng mà mình không có ăn thịt hay buôn bán nha mọi người. Cũng những con chim mà gần nhà như vừa rồi mình tặng là nó gây nguy hiểm, những con chó mình nó dí quá, nó mì nó bắt á, nên mình mới tặng mình cho nha. Còn bình thường thì mình cứ để thôi. Ở mình đây không có bắt nha mọi người. Những người cầm súng đồ vô đây bắt cũng bị ở mình đây không có cho bắt nha.
vì ở trong mình đây muốn bán ở đâu bán cũng được, nhưng mà đừng có tới gần khu nhà mình, trong vườn nội mình, tại nhà mình có vườn á, để cho nó ăn những con sâu con bọ đồ mọi người à, nó có lợi á, nên đâm ra không không có dạng như không có bắt ăn thịt hay là ấy đâu gì nha. À, nên ở mình, nên khi các bạn coi video mình các bạn thấy tại sao ở mình chim nhiều là lý do gì á, ha mọi người thấy cái vườn dừa mình không à, mình lập vườn lập đồ vườn dừa rồi vườn rồi sau nhà mình nhiều lắm. À, nên mình phải có chim nha, có chim có chóc rồi những con này con kia để nó ăn những cái con sâu con bọ rồi á, nó bảo vệ vườn của mình rất là tốt nha, nên nó không có hại hết nên mình không có nên bắt nữa. Còn mình chỉ làm những cách bẫy, chia sẻ những cách bẫy từ hồi nhỏ mình làm á, thì mình bẫy mình quay mình làm cho mọi người coi vui thôi nha, không có gì hết. Rồi mọi người thấy hay thì đăng ký ủng hộ mình, hẹn lại mình mọi người trong video tiếp theo nha, nhớ đăng ký ủng hộ mình, tạm biệt mọi người.